Là chỉ ông này chồng chỉ là chị chịu mình chị tắm thôi. Dạ. Chịu của mình em. Bác khỏe không bác? Chưa ngồi ơi. Bác ơi. Bác khỏe không? Gái út mà dạ. Cũng xanh rồi không có chịu tắm luôn. Người ổng đòi em tắm không à? Con trai tắm vừa bác. Ai rồi em đi làm mà đợi em về tắm mới chịu. Ổng ấy bay ẩm bồng đồ được. Còn ổng sợ ai cũng ổng sợ ai ổng sợ té. À. Vậy là chỉ chịu mình chị tắm thôi. Dạ. Tắm 80. 83. Thì vậy là bác ở chung với anh chị hả? Dạ chị? Ở chung với em út em chồng. Dạ. Dạ. Này. Dạ em xác dách. Dạ. Dạ mình cũng ngủ nha. Gái tắm không chịu chịu con dâu tắm. Người này là gái hả? Dạ gái út. Gái út xanh này. Mà thằng con ngồi đó đó mà ổng nói sao thôi bay không tắm tao chịu con dâu tao à? Có nghĩa là ổng đã chấm nàng dâu này từ hồi xưa tới giờ rồi cho nên thương. Đó. Chấm cái nàng dâu này lâu lắm rồi. Dạ. Cho nên là già là biết thế nào con dâu nó sẽ hiếu thảo nó nuôi chà chồng. Chị về đây làm dâu bao nhiêu năm rồi chị? Em tính ra làm nay 11 năm rồi. Dạ. Chị mấy đứa con rồi? Dạ 4 đứa con. 4 đứa. À, hai trai hai gái, hai thằng bệnh tim với hai đứa con gái lớn. Hai người bệnh tim một ngày. Dạ. Mình tắm ông bác bao nhiêu lần chị? Dạ ngày cha thì ổng cho tắm thì ngày tắm hai cử có, còn ổng chịu tắm tắm ngày con cử rồi. Dạ. Rồi ăn uống là ăn quá, uống thì nói ra bên đây thì bên em thì có gì cho nấy, như có cá thì cho cá, có thịt cho thịt. Chị ở bên đây nha. Dạ ở nhà sát bên. Rồi dạ, ông cụ này nhà này của ông cụ ở với gái út. À ông cụ là ở với gái út. Dạ. Nhưng mà ông cụ không chịu con gái tắm mà chịu. Dạ không chịu dâu tắm không ẩm bồng nói ra là em ẩm suốt. Dạ ba là ông Trần Văn Chào. Lý do sao mà ông không chịu con gái tắm không? Nó ẩm không nổi, nó đúng không nghe, nhỏ nhỏ mới tôi có hai bà thằng trai mà không ẩm nổi rồi. Ông mới nói em mới tao ẩm, bay ẩm vậy, bay còn sức bay ẩm được chứ để người ta ẩm, té tao chết sao? Té tao quỵ xuống chết sao? Dạ, ông nói nó già luôn á. Dạ, ông nghĩ. Ngay chỗ đó đó, ngay cái chỗ cài cài đó đó. Nói chung là tại vì bác vừa yến dâu bác. Chứ không phải là con trai bác ẩm không nổi. Tại sao đàn ông mà sao không ẩm bác nổi? Dạ, có nghĩa là mình đã chấm được dạ, con này rồi. Dạ, đó. Dạ. Trời ơi, nói là thương. Đi nuôi bệnh viện ở chảnh, đi nuôi Mỹ An chảnh mà ông nói bay gút bay đi về là tao gút ống tao về luôn chứ tao không có ở. Trời ơi. Ổng kêu thôi giờ phải ở lại thì phải ở lại với ổng. Ở nhà thì không ai chịu hết trơn á. Giờ bay phải ở lại với tao. Giờ đi về cũng không đổi được luôn, nuôi là nuôi chết một người đó. Hai chồng phải ở lên nuôi suốt vậy đó, nuôi chừng nào tới ngày xuất viện ra gì. Như là ông bác mến anh chị dữ lắm luôn. Dạ. Ai cũng chịu hết, chị chịu không. Chị thôi. Nhưng đi... đặc biệt là tắm là phải chị phải tắm. Tắm là em phải tắm. Ủa chị xoay nước tắm ông bác đi. Dạ. Để xoay bao ngứa vậy. Để không ngứa không lạnh. Vậy con gọi đầu ba nha. Lâu rồi nó da lạnh.
Nói chung cái xã hội bây giờ mà hiếm được có người con dâu như thế này rất là hiếm á chị. Em rất là nể phục chị. Nể phục chị luôn. Mà cũng rất là hiếm như ông bác này. Con trai không chịu, con gái không chịu, chịu dâu tắm. Nãy giờ kêu tắm mất ngồi lặt cá bển cái ông đấy. Bác gái còn không chị? Dạ còn anh, mà mẹ bác đi kiếm cá nên cho cha không ăn, đi dưới ghế rồi. À, bác gái còn khỏe hơn bác dạ. Trai. Đi đi ruộng bắt cá hay gì chị? Dạ cái bú á chú. Bắt cá ngoài ruộng hả? Giờ ba ẩm ba vô trà trong ha. Ẩm đi ha. Ba, chị ẩm nổi luôn ha. Dạ nổi ha. Nè ba thò cổ con nha. Trời ơi. Một cái vỗ tay thật lớn quá chị. Rất là cảm động. Cảm động quá. Thôi em. Cảm động luôn mọi người ơi. Con dâu ẩm ông vợ chồng thì ghét như là con gái luôn. Ba ngồi xích vô đi. Ừ. Cái vạt nó bị dạ. Cái quần gì ngồi trên đó gì ướt niệm rồi. Dạ không sao. Thay đồ cho ba mà ông nói vậy nè. Thôi đi đừng có thay tao. Để đi. Còn ngại ha. Còn ngại. Dạ. Mà không. Em nói thì nói ba ơi. Ba kể con như con gái đi chứ bà đừng có nghĩ gì hết trơn á. Dạ. Ông nói vậy hả con? Được á. Rồi có cho chị thay không? Cho em thay bình thường. À, nhưng dạ. Mà đây đông thôi nha. Dạ, thấy đông thì hơi ngại. Chứ nói ra là ba không cho thay. Mình đi ra cho ba cho bác thay đi chứ bác bị ướt rồi hồi mình vô mới tiếp. Dạ dạ. Dạ. Rồi để con thay đồ cho ba ha. Thì đây mấy người, đây là ngôi nhà của ông chú ha. Thì đây nè, cái quần này nè. Thì người dâu tắm cho cha chồng. Thì cha chồng không có chịu ai tắm con trai hoặc con gái gì hết ha mọi người. Chỉ là chịu con dâu tắm thôi ha. Thì đây là căn nhà của ông cụ ha mọi người. Rồi ba nằm xuống đi, ba nằm xuống đi, ba nằm xuống đi, con kéo ba. Thủy ơi, em khóc Thủy ơi. Được rồi. Chưa, để con bận quần đi cho ba. Rồi không. Thấy rồi rồi, rồi rồi, rồi rồi. Dạ, dạ. Ủa rồi dạ, ai nuôi ông cụ với bà cụ cô chị? Dạ, ăn nhỏ em chồng này với bà mẹ. Có nhà có làm ruộng không vậy? Dạ có ba công đất à. Có ba công đất hả? Dạ, mà ông bà già hưởng đủ nuôi đủ mần ăn vậy chứ. Đủ mần ăn ha. Dạ, nói ra thì có hai em rể thì nó đi làm thêm. Dạ. Dạ. Rồi bên chị có làm ruộng không? Dạ không, hồi đó giờ không có ruộng luôn, bị vì mẹ có mấy công đất thì không có ruộng. Nhà chị bên đây ha. Dạ. Em cũng xin cảm ơn chị ha. Dạ. Dạ. Em cũng dạ. Xin cảm ơn anh. Dạ. Đó người ngoại nó cũng dâu rồi. Dạ. Nhưng mà dâu này là bác thương nhiều không? Nhiều. Dạ. Bác thương dâu nhiều lắm hả bác? Thương dâu nhiều hơn gái luôn hay gì bác? Bác ơi. Thương con dâu nhiều hơn con gái luôn hay gì? Chú hỏi cha chị thương dâu nhiều hơn gái hay gì? Rồi nó bận được thì bà thương vậy thôi, giờ biết sao giờ. Dạ. Ủa anh nói nhỏ cũng không nghe hay gì chị? Dạ nói bác bị ba bị hơi nặng tay. Rồi gia đình mình hàng ngày là làm công việc gì chị? Dạ đi suốt lúa có, đi mặn hồ có. Ba thì ông già, thì ông già thì giờ còn mình không ai nữa cho già em dễ nuôi nhà hết trơn. Nhà mình có đất đai gì không chị? Không. Dạ không có mấy cậu, có ba cậu đất của cha. Nhà này là nhà của Lê Út. Ở nuôi ông già đó. Nhà lót cao su. Ủa chú là thứ mấy kia, chị? Dạ thứ 8 trong gia đình. Ông chú rồi nè. Chú tên gì vậy? Dạ ông Trần Văn Chào. Trần Văn Chào ha. Dạ. Chú Trần Văn Chào ha. Dạ, ông nay 8 mấy tuổi. Ủa mà cái bên cần cổ chú bị bệnh hả? Dạ bị bệnh bú nay cũng lâu rồi. Lâu rồi ha. Dạ. Ba ngồi thòng cái giòn này nè. Hình như là cái chân bác hơi nhỏ hả chị? Chân dạ. Nhỏ hả? À, ba cái giòn bên đây thì ba ông té hồi hôm bữa 27 Tết. Cái dạ. Rồi té rồi ba ông đi không được luôn.
rồi giờ ẩm không à. Dạ. Còn bà là đi đâu rồi chưa vậy? Dạ mẹ bà đi kiếm cá rồi, đi kiếm cá cho ông già. Dạ. Ông ăn thịt, ông không chịu ăn. Đi bắt cá với sông ha. Dạ. Mới kêu ngà ra đó xíu à. Chị được mấy đứa con chị? Rồi ông đó ông bết rồi. Dạ. Ông bả chết rồi đó này. Dạ. Hai đứa hả? Dạ. Rồi chị hàng ngày đi làm cái gì? Chị có đi làm thì không? Có, đi làm hồ rồi đi như có ai kêu mặn gì thì mình mặn nấy hả? Chị cũng đi làm hồ được nữa ha? Dạ, được. Rồi ông chồng chị? Ảnh cũng đi làm hồ rồi đi cắt lúa mới đi họp rồi. Dạ. Chứ chị là không có làm ruộng hả? Dạ, em không có làm ruộng với bà chị dâu thứ ba không có làm ruộng. Dạ. Dạ. Không ai có không ai ruộng chứ ha? Dạ. Này ở đâu mà quay ở đây? Ở Đồng Tháp nè, bên Cao Lãnh Sa Đéc nè. Không, cái này là bên Chiến á. Bên Chiến á. Tôi có bà già, bà bị già, bà nằm ở chỗ không nhúc nhích cuộc đình mà bà bệnh, bà không đi tới đi lui, bà không nói chuyện được. Dạ. Có quay được giúp đỡ cho bà không? Chưa, để cái đó em quay xong cái này đi rồi. Bà giờ bà không đi, không lấy gì hết, bà không ai nuôi cho tôi đem gì ra tôi nuôi là có gì cho ăn đấy. Cha ông bị này nay cũng cái nhà này cũng lũng toàn lũng dần ha. Dạ toàn lũng hết. Tủ thờ cũng banh dần nè. Dạ tủ thờ banh hết. Ông bà già. Chị đi về dài trong. Tụi anh đi trên đường thì gặp một cái chị đó tắm một bác. Thấy gì cái xã hội này bây giờ mà kiếm một người phụ nữ mà tắm một cái người lớn tuổi như vậy rất là hiếm, không cứ nghĩ là người con gái thôi. Dạ. Nhưng mà không ngờ là lại dừng xe lại hỏi chị này là dâu. Dạ. Mà tắm cho ông già chồng. Dạ, dâu thứ tư. Dạ, em rất là mến chị, rất là ngưỡng mộ chị. Dạ. Nói ra thì cha ông cũng kêu tắm mà không ai chịu, có bà chị dâu này là kêu tắm, cái cha ông nói thôi đi, nó bồng không có nổi đâu tắm. Bay ẩm nổi thì bay tắm cho tao chứ ẩm lơ mơ té chết cha sao. Rồi ổng có chịu. Là chị ra. Tắm ông bác trai bao lâu rồi? Rồi em tắm từ hôm mà cha té 27 Tết tới nay giờ. À. Dạ. Rồi em nghe nói là cái chị dâu của chị này là bỏ lại dạ bỏ lại thằng cháu nuôi hồi lúc mới có 1 tháng mấy tới giờ 1 tháng rưỡi tính ra 1 tháng rưỡi thì cũng nhờ nằm giỏng ha. Dạ thằng nằm giỏng là nói là cháu dạ cháu ruột cháu ruột là nó đâu phải như nhỏ này nó đỡ nó nhèo nhọt chị đó như con mèo nó kêu mà em bằng gì mình. Dạ kêu bằng cô Út còn kêu em bên đây thì bằng mẹ không à nói ra bác mà kêu mẹ không à rồi mẹ nó hiện tại giờ biết ở đâu không dạ biết mẹ nó đằng này nè mẹ nó cũng hơi ngơ ngơ à chứ mẹ nó không được bình thường mẹ nó cũng bị bệnh đó ha dạ cũng hơi ngơ ngơ không được bình thường mà nói ra là về đây nó không có làm dâu được em làm dâu tính ra nay 12 năm rồi mà nói ra thì nó nghịch ngợm dữ lắm nó không có thuận với cha mẹ còn em thì thuận em ở đây hoài được bởi vì em khắc chết bị bệnh đó. Dạ mình cũng không trách rồi mình không có trách được bởi vì nói là rồi ba đứa nhỏ đâu chị dạ ba đứa nhỏ thì đi mần quanh năm suốt tháng không có nhà y thì ba đứa nhỏ thằng bé này nè là y như là anh ruột của Út là, dạ anh ruột anh thứ năm anh ruột em này nuôi ba người con ha dạ dạ thằng bé này là hai người nữa hả hai đứa thằng nữa. Bé là còn đứa con gái nữa còn người chị nữa người chị nó là giờ ở bà ngoại nuôi chứ bên đây nó ra là không có nuôi của mình thằng này thôi dạ con bé này nó bình thường không chị nó bình thường nó vui vẻ lắm dạ rồi nó, chị nó ngoan là ông có xe lăn đi không dạ không không có hả dạ tính nói mấy anh đồ mấy chị đồ góp ý cho cha em chiếc xe lăn ha cần chiếc xe lăn ha dạ. Thì để em ra hỏi ý kiến ông cụ như thế nào dạ ông nói giờ ông mong ước được chiếc xe lăn đang ông đi ông đẩy qua nhà em được chơi vậy đó dạ dạ rồi để hình nói gì em đăng cái quy giáo mà lên có ai ủng hộ cho ông cụ chiếc xe lăn không rồi em trả lại dạ yeah. Có chiếc xe lăn là bác tự đi được ha bác tự lăn đi được không có cầm được có cầm ba không có cầm dạ ba ngồi ba nghe ha dạ nói chung là con thì mấy anh em con không phải là cái này là hẹn trước con đi trên đường con tình cờ gặp có một cái chị mà đang tắm bác đó dạ còn thì tụi con cứ nghĩ là cái người đó là con gái tắm cho cha thôi.